Ví dụ một tương ứng sẽ là một câu trắc nghiệm đây. Gọi S là tập hợp tất cả các nghiệm của cái phương trình 3 mũ 2x bình phương cộng với x cộng với 5 bằng 27 mũ 2x cộng với 1. Đề bài yêu cầu là tính tổng các phần tử của S. S có bao nhiêu phần tử là chúng ta tính tổng hết vào. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có 4 đáp án đề bài đưa đây. Đáp án A là tổng nó sẽ là bằng 1 phần 2. Đáp án B 5 phần 2. Đáp án C là 2. Và cuối cùng đáp án D là 3 phần 2. Ok chưa? Đấy, vậy bây giờ thầy sẽ cùng các em giải quyết cái câu số 1 này. Đưa về dạng phương trình mũ cơ bản. Đấy, chúng ta có vào phần giải. Các em để ý ở trên mũ, mũ ở đây là chứa biến x, đúng chưa? Và các em thấy là các mũ đều là đa thức. Do đó chúng ta không cần phải điều kiện gì cả. Hiểu chưa? Không chứa căn bậc chẵn này, không chứa phân thức này. Đúng chưa? Đấy, vậy thì chúng ta giải quyết luôn. Và cái hướng đi của chúng ta, các em nhớ cho thầy hướng đi của chúng ta, đó là đưa về cơ số dạng là nguyên tố. Hiểu chưa? Nên đưa về cơ số dạng là nguyên tố. Vậy thì ở đây, vế bên trái cơ số 3 đã là nguyên tố rồi. Chúng ta giữ nguyên 3 mũ 2x bình phương cộng với x cộng với 5 sẽ bằng 27, thầy sẽ biến đổi. 27 sẽ là bằng 3 mũ 3, đúng không? 3 mũ 3, tất cả mũ 2x cộng với 1. Đúng chưa? Đến đây là chúng ta làm phép toán là lũy thừa của lũy thừa, hay nâng lũy thừa lên lũy thừa. Tương đương này. 3 mũ 2x bình phương cộng x cộng với 5 sẽ bằng 3 mũ 3 nhân với 2x cộng 1. 3 nhân 2x là 6x. 3 nhân cộng 1 là cộng 3. Đúng chưa? Đến đây là cùng cơ số rồi, hai phương trình này. Phương trình gồm có hai cái cơ số giống hệt nhau rồi. Vậy chúng ta cho hai mũ bằng nhau. Được chưa? Tương đương với 2x bình phương cộng với x cộng với 5 sẽ bằng 6x cộng với 3. Được chưa? Giải quyết phương trình bậc 2 này thôi. Chuyển vế, đổi dấu, rút gọn 2x bình này cộng x và trừ 6x sẽ là trừ 5x.